Hiện tại là bốn đứa tụi em đang ở viện thẩm mỹ chị đẹp, nằm ở viện là 41 đường 3 tháng 2 phường 11 quận 10 nha mọi người nha. Đó, viện thẩm mỹ chị đẹp là chuyên về tất cả các dịch vụ làm đẹp luôn nha mọi người nha. Bước ra là phải đẹp nha. Rồi bây giờ mình vô trong mình tham quan đi. Rồi, xin chào tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube của BB Cấp Viên Chiên nha. Đến hẹn lại lên hôm nay là em đi lại bốn đại mỹ nhân, gọi là tứ đại mỹ nhân đó của nhóm Vedet Vũ Thu Phương. Là chị xí hiệu mọi người tự giới thiệu về mình đi mọi người. Hello mọi người, em là Ngọc Nhi. Hôm nay em đến việc thẩm mỹ chị đẹp. Hôm nay em sẽ làm về xóa thâm nè, xóa thâm mông nè, với lại em sẽ chỉ lông cho mọi người. Hello mọi người, em làm đi kinh điện cho mọi người nha. Hôm nay em đến đây em chỉnh lông và em làm hồng nhũ hoa nha. Hello mọi người, mình tên là Diễm My nha. Hôm nay mình đến kinh điện chị đẹp, mình làm hồng nhũ hoa và chỉnh lông đi kinh điện nha. Hello mọi người, mình là Lan Vi nha mọi người. Hôm nay mình có mặt cùng với việc của chị đẹp là mình cũng sẽ chỉnh lông làm hồng nhũ hoa cho mọi người nha. Cô chị thường là đến việc thẩm mỹ chị đẹp bước ra sao chị? Bước ra là đẹp, phải đẹp nha mọi người nha. Đây là câu 500 ở đây luôn mọi người nha. Ở viện thẩm mỹ chị đẹp làm đầy đủ tất cả các dịch vụ luôn, và đặc biệt là xóa xăm nha, với lại tiêm filler, tiêm botox là tất cả hết nha mọi người nha. Đúng đó, có sửa mũi luôn, có đầy đủ hết, đầy đủ tất cả dịch vụ nha, làm đẹp nha. Các bạn muốn làm gì là cũng có nha, bước ra là phải đẹp nha mọi người ơi. Tất cả các dịch vụ luôn. Rồi bây giờ mình đi tham quan một vòng đi nha mọi người. Phải chị hỏi cái là giống như là mà em có thường ghé thường xuyên hay là chị đẹp thường xuyên luôn? Thường xuyên luôn. Mấy năm nay em ghé thường xuyên hay luôn. Đó, dịch vụ em thấy cảm thấy như thế nào như ở đây chị bé? Rất là hài lòng và ok. Rất là ok. Và đặc biệt nhân viên rất là nhiệt tình và dễ thương nha mọi người nha. Giá cả rất là hợp lý nha. Đó, cho nên là mọi người hãy đến đây, hãy sử dụng tất cả các dịch vụ ở đây nha mọi người. Đến trải nghiệm đi mọi người, đến trải nghiệm mọi người sẽ biết cái hiệu quả của nó nha. Khi mọi người làm đẹp rồi, mọi người đi ra đường á, mọi người rất là tự tin nè, giống như công việc nè, giống như là trong công việc là cuộc sống của mình tự tin giao tiếp gặp bạn bè khách hàng, nhưng mình rất là tự tin, nói chung là oh my god luôn. Nhưng mà em chị hỏi mấy em cái là giống như là mình khi mà đến đây á, là dịch vụ có thể là có hỗ trợ cho mình thêm một cái gì trên cái giá deal hay là những cái sản phẩm giá cả này. Em nói chị nghe, giá cả rất là hợp lý luôn, và đặc biệt là chị chủ ở đây rất là dễ thương, nó hỗ trợ cho mình là từ A tới Z luôn nha mọi người nha. Nên là mọi người đừng ngần ngại, mọi người hãy đến đây viện thẩm mỹ chị đẹp để sử dụng tất cả các dịch vụ luôn, tất cả các dịch vụ làm đẹp làm gì cũng có luôn nha mọi người nha. Bước ra là phải đẹp nha mọi người. Rồi khi mà cơ duyên nào mà đưa cho các chị em mình đến đây để làm đẹp và chờ chị đẹp ở đây? À, em xem trên em xem trên Facebook của mọi người đó, và em đến đây làm thử và em cảm thấy rất là ưng và hài lòng, và em đã đến đây rất là nhiều lần rồi nha. Đó, thế chung là nhóm của tụi em giống như cô Phương cũng nói chung thì dạng như BB, My với lại Ngọc Nhi, chị Lan Vi đó cũng đều tới ha, đều tới tại chỗ chị đẹp thì mới bước ra là đẹp nha quý vị nha. Bây giờ mình sẽ đi tham quan tại ở tiệm thẩm mỹ viện ở nơi đây nha quý vị nha. Rồi bây giờ em sẽ đi khám phá tại những cái khâu trên lầu nha mọi người nha. Đó, mình phải check in một cái mình lên mới làm nha mọi người. Để có gì feedback ở tại tiệm thẩm mỹ viện của chị đẹp đó quý vị. Ở đây là chưa làm gì hết, là phải đi triệt lông, rồi sẽ làm hồng nhũ hoa, và sau khi làm xong thì mình sẽ gặp cho đại diện ở phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ chị đẹp nha mọi người. Rồi bây giờ hãy theo chân BB và các chị em sẽ lên lầu khám phá. Đó. Đây là trong khuôn viên của chị đẹp. Đâu khổ. Bên phải với em sẽ là cái phòng phẫu. Quay chưa? À. Đó, và đây là hiện tại em đang ở lầu 1 nha mọi người nha. Và đây là phòng đúng rồi, phải không? Phòng gì em bé? Phòng phẫu thuật. Phòng phẫu thuật. Đó, mọi người đi đây.
Ôi sao đi chị. Đó, đây, đây là phòng phẫu thuật. Là cái này mình sửa mũi rồi kia nọ. Đúng rồi, anh em đi nha, mình tiêm chích tất cả là đều ở đây và đi qua đây kìa. Rồi, mình trước đi em, đi trước đi. Bên đây là phòng hộ phẫu. Bên đây là phòng gì? Hộ phẫu luôn. Hộ phẫu đó là phẫu tâm, kỳ phẫu tâm á. Kỳ phẫu tâm là nằm đây mà nó hơn nha. Em có đau không nhở? Ấy là hồi sức á hả? Đúng rồi. Đó là gì? Vô anh có đồng được gì rồi? Thôi nhở, có đau không nhở? Ao thi kìa, ao thi dưới kìa mới. Ủa em phòng em nằm gì em nhớ là hồi kìa em đi phẫu thuật không? Em mới nằm ngược kia. Đâu? Em mới nằm ngược. Không có chị đâu, chị về đi như vậy. Rồi chị lên lòng đi chơi. Đó, phòng nào vậy bé, phòng gì vậy bé? Bên đây là phòng VIP, phòng điều trị em nha. Đó. Phòng VIP, phòng điều trị. Bữa em đi xăm môi với làm phòng này nè. Ừ, đúng rồi. Bên đây là phòng kia về xăm, xóa xăm người nào đầy đủ mọi người nghe. Đó. Không gian rất là thoáng và mát đúng luôn. Rồi, luôn lắm. Hình chị Lan Vy nè. Có hình chị Lan Vy của em. Không, nói chung có các anh chị nghệ sĩ cũng đã đến đây rất là nhiều lần. Đúng rồi, nhiều lắm nè, có như có anh Lê Dương Bảo Lâm nè. Đó, anh Lê Dương Bảo Lâm nè, đó. Rồi rất là nhiều luôn. Nói chung thì em nghĩ là chắc anh Lê Dũ Lâm đây là khách VIP ở đây luôn hả chị? Ok vậy thôi đủ rồi. Mà bây giờ chuẩn bị cho mình làm. Đúng rồi, bây giờ mình làm đi. Hẹn mọi người khúc những phân cảnh lần sau cho mọi người nha. Rồi đó, bây giờ là chương trình là Tứ Đại Mỹ Nhân đang nằm ở trên ghế sofa, cô đơn trên sofa phải không chị Vy? Em hỏi chị Vy là làm này lần thứ mấy rồi chị Vy? Chị làm bên thẩm mỹ viện với chị đẹp này cũng nhiều lần rồi đây. Dạ. Rồi chị cảm nhận sao chị? Chị cảm nhận mọi thứ dịch vụ bên đây rất là tốt em ơi. Dạ. Đúng rồi. Tất hy cả vọng. Từ làm da, làm mũi hay là filler, botox gì tất cả triệt lông hay là cái gì là mọi thứ gì đó ok rất là tốt. Đúng rồi, hy vọng những khách hàng sau sẽ xem được cái clip của em ở trên tại kênh của em sẽ đến với địa chỉ tại 41 3 tháng 2 phường 11 phường 11 quận 10 nha quý vị nha. Đến với chị đẹp là bước ra là đẹp nha quý vị. Đó, giống như chị Lan Vy này đó. Rất là đẹp. Còn Ngọc Nhi, hello Ngọc Nhi nha. Ngọc Nhi đó, em suy nghĩ em chia sẻ sau em chuẩn bị em làm hồng nhũ hoa với lại triệt lông. Em rất là phấn khởi. Phấn khởi làm sao? Em rất là vui. Làm đẹp là em vui lắm. Em thích lắm. Nói chung là hay em nghĩ là Ngọc Nhi là bị nghiện làm đẹp cho quý vị nha. Em nói chung thì không luôn. Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có biết chỉ không biết không có người phụ nữ nào đẹp cho bản thân mình đúng không bé? Chị nói lại, chị nói cái gì? Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ không có người phụ nữ không biết làm đẹp cho mình. Không, chị không có người phụ nữ xấu. Chị có người phụ nữ không biết mình xấu là chị. Rồi bé Duyên luôn. Rồi hello Diễm My nha. Em xin chào chị BB ạ. Em chia sẻ thì em nghĩ khi em đến với chị đẹp bước ra là đẹp. Hôm nay em đến em làm hồng nhũ hoa nè, em rất là trông chờ một cái tác phẩm chuẩn bị ra hồng hào để cho những người đàn ông thấy thì mê đúng không chị? Hay dữ vậy trời. Rồi tới Mi Candy. Hello Mi Candy nha, đó em chia sẻ khi em đến với chị đẹp bước là đẹp. Trời ở đây dịch vụ gì cũng rất là tốt, rất là ok và hiệu quả luôn nha mọi người nha. Mọi người biết là tụi em rất là nghiện làm đẹp nha, cho nên là tụi em đến đây thường xuyên luôn. Cho nên là mọi người hãy nhanh chân đến đây để thử các tất cả các dịch vụ làm đẹp ở đây nha mọi người nha. Em đảm bảo với mọi người là mọi người sẽ rất hài lòng ở đây luôn đó. Địa chỉ cho em xin nói lại một lần nữa là 41 đường 3 tháng 2 phường 11 quận 10 nha mọi người nha. Đó, thì địa chỉ là BB sẽ ghim trên màn hình của BB nha quý vị nha. Và đặc biệt là ở đây thì BB cũng được một shot làm đẹp tại đây luôn. Đó chính là BB làm facial cái mặt nha quý vị nha. Đó, BB thì nói chung thì không có làm cái gì mà lớn lao lắm, cho nên BB chỉ sẽ muốn là BB làm nặng mụn rồi BB làm facial cái mặt BB thôi. Hồi đầu BB cũng xăm khử môi nơi đây nè, mà xăm khử môi lâu lắm, tới 2-3 tiếng đồng hồ lận mới xong. Cho nên bây giờ BB sẽ phải đi vô làm đẹp với BB giới thiệu nha. Mời quý vị xem những phân cảnh tiếp theo với quý vị nha. Bye bye mọi người. Rồi sau một cuộc hành trình là làm đẹp của chúng em đã cuối cùng cũng là xong. Thì Ngọc Nhi em chia sẻ đến mấy vị chương kinh của BB, các vị chi của chị đi. Hiện tại thì tụi em đã làm xong rồi. Bây giờ đây là chị chủ của viện thẩm mỹ nha mọi người. Đây là một chị chủ rất là dễ thương luôn. Và tụi em đã tin dùng và dịch các dịch vụ ở đây cũng mấy năm rồi đó. Cũng lâu lắm rồi đó. Cảm ơn.
sau khi em làm dịch vụ bên chị đẹp thì em cảm nhận có hài lòng không? Rất là hài lòng nè, và rất là thích, nói chung là rất là happy khi làm các dịch vụ đây luôn. Mà khi làm ra là đặc biệt là rất là chuẩn ví cho mọi người, lọc đều luôn, lọc vỡ đầu. Mày biết có nên làm đẹp không ta? Đúng rồi, rất là nên làm đẹp cho mọi người. Phụ nữ là phải đẹp đúng không chị? Đúng rồi. Hồi xưa là hồng nhan bạc phận, bây giờ là hồng nhan bạc tỷ mọi người. Thì hồi nãy em chia sẻ với khán giả chị, hồi nãy em làm những gì để người ta biết, để mốt người ta tới đây để người ta, ta làm gì không? Em làm hồng nhũ hoa với lại em chuyển bikini, em tiêm bắp tay, em làm tùm lum tùm lá chưa có mọi người ơi. Chỗ nào mà xấu là em làm hết. Rồi, cảm ơn em nha. Còn Diễm My, chị nãy em tiêm làm đẹp da chị, bóp và meso quá chị, chuẩn bị bác sĩ tiêm thì không có đau hết trơn á. Đó là công chị là hồi nãy chị cũng chị Long với lại chị làm hồng dưỡng hoa, mọi thứ dịch vụ ở đây rất là hoàn hảo các bạn ơi. Rồi em xin cảm ơn các anh chị đã xem kênh BB Cát Viên Chiên, cũng đã chia nghiệm và chia sẻ tại chị đẹp bước ra là đẹp cho quý vị nha. Số địa chỉ ở nơi đây là 41 Cách Mạng Tháng 8, đường 3 tháng 2, 44 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10. Em đọc lại rồi, địa chỉ là số mấy vậy chị? Vâng, địa chỉ của mình là số 41 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, phòng khám viện tâm lý chị đẹp. Rồi bước ra là đẹp cho quý vị nha. Bước ra là đẹp. Xin chào mọi người, đã kết thúc clip tại đây nha mọi người nha. Mọi người nhớ ủng hộ đón xem kênh của BB Cá Viên Chiên. Bye bye mọi người. Cảm ơn.